nuôi chó ở chùa. Bạch sư cụ, con chó này ở đâu ra mà hung hăng vậy ạ? À? Con chó hoang này, ta bắt gặp nó khi đi lên huyện. Đánh chết nó đi, đồ ăn vụng, đồ chó hoang. Nam mô A Di Đà Phật. Ta thấy tội nghiệp nên mua lại nó, mang về chùa nuôi. Con hãy mang nó ra sân sau nhé. Con biết rồi, thưa sư phụ. Khiếp quá, con chó này hung dữ thật. Ăn đi, ăn nhiều vào. Mày sao vậy? Chúng có làm gì mày đâu. Chúng chỉ muốn chơi với mày thôi mà. Ở đây không có ai hại mày đâu, nhỉ? Ăn đi, ăn nhiều vào. Chà, xem ra mày cũng không phải là một con chó dữ tợn đâu nhỉ. Chờ tao một lát, tao đi lấy cơm cho nhé. Sư phụ, ngài nhìn này. Con người hay con vật, bản chất đều là thiện. Cái khó là giữ sao cho cái thiện ấy không bị cái ác lấn lướt mà thôi. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Venice Agni, mụn rơi xa và láng mịn. Vị quan bé nhỏ. Sắp tới sẽ có sứ giả của nước Đại Lâm tới thăm nước ta. Đây là một nước lớn, vì vậy chúng ta phải chuẩn bị nghênh tiếp cho chu đáo. Việc tiếp đón sứ giả khi mới đặt chân tới kinh thành, ta sẽ giao cho Trần Doãn đảm nhiệm. Sao hoàng thượng lại giao việc đón tiếp sứ giả cho ông ta nhỉ? Ai cũng được, sao lại là ông ta chứ? Thật chẳng hiểu nổi. Sứ giả lần này là Lưu Khanh, một vị quan nổi tiếng kiêu ngạo lại hống hách. Trần Doãn, ta hy vọng Khanh sẽ biết cách tiếp đón, sao cho không để họ lấn lướt, lên mặt, coi thường quốc thể chúng ta, nhưng vẫn giữ được hòa khí giữa hai nước. Thần tuân chỉ.
Xin kính chào ngài sứ giả. Tôi, Trần Doãn, được lệnh hoàng thượng nghênh tiếp ngài. Ở đâu ra một tên quan trông kỳ quặc phải không biết? Không lẽ một đất nước nhỏ xíu thế này lại dám khinh thường sứ giả của Đại Lâm hùng mạnh ta sao? Đã không cử nổi một viên quan cho tử tế, lại còn cử một kẻ đen nhẻm, gầy còm lưng gù tiếp đãi ta là có ý gì đây? Xin mời ngài, hãy uống vì tình bang giao tốt đẹp giữa hai đất nước chúng ta. Ồ, sao lại nhiều món ăn ngon thế này? Vậy mà khi mới đặt chân tới đây, tôi lại cứ tưởng năm nay đất nước các ngài vừa trải qua nạn hạn hán dài ngày nên mất mùa cơ đấy. Ồ, làm gì có chuyện đó? Sao ngài lại nghĩ vậy thưa ngài? À thì, vì tôi thấy hình như nhiều người dân nơi đây đều có nước da ngăm đen, tôi lại cứ tưởng là do hạn hán nắng gắt quá mà nước da dân chúng mới đen như vậy. Rồi vì hạn hán nên mất mùa chẳng có gì ăn, thành ra ai nấy đều gầy còm thấp bé. Nếu không phải vậy thì tốt quá rồi. Hoàng thượng quả nói đúng, vị sứ giả này đúng là một người kiêu ngạo. Ông ta có ý chê bai, coi thường mình đây mà. Chắc hẳn vì điều này mà ngài thắc mắc lắm đúng không? Và chắc hẳn là ngài sẽ thắc mắc về ngoại hình của tôi là nhiều nhất. Vậy tiện đây, tôi sẽ kể cho ngài nghe câu chuyện này, để ngài hiểu rõ vì sao trông tôi lại thế này nhé. Ồ, thế ra có hẳn một câu chuyện thật sao? Tôi tò mò quá, ngài kể mau đi. Khi sinh ra con người, ông trời cho họ lựa chọn một trong bốn thứ quà tặng. Mỗi người tùy ý lựa chọn, nhưng chỉ được lấy một thứ. Bốn thứ đó là trí khôn, sức mạnh, sắc đẹp và của cải. Ai thích gì chọn nấy. Thiên hạ thì tranh nhau chọn sắc đẹp, của cải, sức mạnh. Còn dân tôi quyết định chọn cho mình trí khôn đấy, ngài sứ giả ạ. Hả? Không ngờ thiên hạ có người thông minh, sắc sảo và nhanh trí đến thế. Trí tuệ của ông ta đúng là đối lập hoàn toàn với vẻ bề ngoài. Thật không thể coi thường được. Uyên bác, uyên bác. Nào, xin ngài hãy cùng cạn ly vì tình bang giao giữa hai đất nước chúng ta. Người nông dân và ba cậu con trai. Sắp tới là ngày giỗ của mẹ các con rồi, các con tính thế nào? Theo con thì cứ làm đơn giản như mọi năm thôi cha ạ, bày vẽ làm gì? Không được, phải làm một cái giỗ thật to để mời toàn thể bà con đến dự, thế nó mới oách chứ. Theo con á thì làm to hơn mỗi năm, nhưng cũng không đến mức mời hết bà con trong thôn, chỉ mời họ hàng thân cận thôi. Làm to lại phải dọn dẹp nhiều, mệt lắm. Theo con, chỉ nhà mình với nhau thôi là đã đủ lắm rồi. Chú có phải làm đâu mà mệt. Mới đầu thì mẹ ở dưới kia mới thấy vui, vì ba con còn nhớ đến mình chứ. Không nên, không nên, không nên chỉ gia đình mình và họ hàng nội ngoại thôi là được rồi, làm nhỏ thôi. Không, phải thật hoành tráng. Anh đã nói là vừa phải mà. Anh đã làm được bữa cỗ nào ra hồn đâu mà nói chứ. Đúng đấy. Hai cái thằng mất dạy, chúng mày dám láo tét thế à? Trong mắt các con còn có người cha này không? Dạ, đây là ý kiến của chúng con, tất cả tùy cha quyết định ạ. Các con cũng đóng góp ý kiến cho công việc chung là tốt, nhưng không nên cãi vã như thế. Dạ, dạ, chúng con biết rồi ạ. Thôi, cứ bàn bạc cho cụ thể rồi thống nhất ý kiến chung nha. Cha hơi mệt, cha đi nghỉ trước đây. Anh là anh cả, các chú phải nghe theo anh. Cả thì đã sao chứ, ai giỏi nhất thì phải theo người ấy. Trong nhà này em là người giỏi nhất. Này này, nói về đường học thì em hơn hai anh là cái chắc. Anh giỏi nhất, em giỏi hơn mà. Không, là em chứ. Bà nó ơi, tôi buồn quá. Bây giờ cũng già yếu rồi, chẳng mấy chốc mà xuống gặp bà. Nhưng làm sao tôi yên tâm ra đi được? Khi các con của mình như thế,
chúng nó suốt ngày cãi vã, không ai chịu ai. Các con đâu cả rồi? Vào đây, cha có việc cần. Dạ, chúng con vào ngay đây ạ. Dạ, có chuyện gì vậy cha? Trong ba con, ai có thể bẻ gãy được cái bó này giúp cha? Tưởng chuyện gì, để con. Không bẻ được thì đưa đây. Ba thanh cổ mỏng thế mà không bẻ được là sao? Bây giờ các con thử xem có bẻ được không. Cách ra thì dễ bẻ rồi, nhưng tự nhiên cha lại bảo chúng con làm thế để làm gì? Các con cũng giống như ba thanh cổ này, nếu đoàn kết hợp lại với nhau thì chẳng bao giờ bị đánh bại. Còn cứ cãi cọ mỗi người một cách thì sẽ bẻ gãy một cách dễ dàng. Dạ, từ nay ba anh em con sẽ đoàn kết như bó này để không phụ lòng cha ạ. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa và láng mịn. Lòng tốt của bình sắt. Cha cha, hôm nay mua được hai chiếc bình này thật là tốt. Chiếc bình sứ này ta sẽ để đựng nước, còn chiếc bình sắt ta sẽ để đựng than gỗ. Này, này, bình sứ dậy đi. Ngủ gì mà ngủ suốt ngày thế? Có chuyện gì vậy anh bình sắt? Cậu có biết dạo này ông chủ đi đâu không? Chúng ta chả có việc gì làm. Chán quá, tôi cũng không biết được. Để yên cho tôi ngủ chút đi. Bình sứ dậy đi, dậy đi. Tôi có ý này nè. Gì vậy anh bình sắt? Dẫu sao chúng ta cũng là bạn trong gia đình này, chúng ta cùng ra ngoài chơi đi, ngồi mãi thế này cũng chán lắm, chả có việc gì làm cả. Anh bình sát, tôi xin ghi nhận ý tốt của anh, nhưng có lẽ tôi không đi được đâu. Tại sao lại không đi được? Chả lẽ cậu lại thích ở mãi cái chốn nhàm chán này mà ngủ suốt ngày hả? Không phải, tôi, anh cứng cỏi hơn tôi nhiều, chẳng có thứ gì có thể làm tổn thương đến anh cả. Nhưng tôi thì không được, chỉ cần một va chạm nhẹ là tôi sẽ thành đống phế thải ngay. Ôi trời ơi, cậu lo gì chứ, tôi khỏe mạnh thế này, tôi có thể bảo vệ cậu mà. Nếu như có vật gì va chạm, tôi sẽ che hộ cậu, không có việc gì đâu. Anh có thể bảo vệ tôi thật chứ, liệu có an toàn không? Sao cậu cứ lo lắng không đâu thế nhỉ, cứ yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ cho cậu. Thôi được rồi, tôi sẽ đi cùng với anh, nhưng anh phải bảo vệ tôi đấy nhé. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ đi luôn nha. Cậu thấy chưa, đường đi thì bằng phẳng, phong cảnh thì tuyệt đẹp, có gì nguy hiểm đâu cơ chứ. Được đi ngao vô như vậy, có phải thích thú không? Chết rồi, anh bình sắt ơi, đoạn đường phía trước gồ ghề quá, làm thế nào bây giờ? Tôi sẽ bị ngã mất. Không sao đâu, cứ bình tĩnh, cậu cứ đi sát vào tôi, có gì tôi sẽ đợi cậu. Anh làm cái gì vậy? Tại sao lại va vào tôi thế? Đào chết đi được. Xin lỗi cậu, tôi không cố ý, tôi chỉ cố gắng đi sát để đỡ cậu thôi. Này anh. Xin lỗi. Đi thế này thích quá.
ngựa kênh kiều. La 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 la. Đi nhanh lên một chút. Từ từ thôi anh, tôi mệt lắm rồi. Chắc nó cũng mệt rồi, thôi nghỉ một chút vậy. Ôi, may quá, cuối cùng thì cũng được nghỉ rồi. Này, anh ngựa, hãy giúp tôi với, hãy chia sẻ với tôi một chút gánh nặng. Cái gì? Còn lâu nhé. Ngươi nghĩ ta là ai mà lại phải chở đồ giúp ngươi chứ? Ta là một con ngựa có xuất thần cao quý, chứ đâu phải đồ mạc hạng như ngươi. Hả? Anh thương tôi đi, đoạn đường thì còn xa lắm, mà tôi thì phải chở nhiều đồ như thế này, tôi mệt lắm. Anh hãy chở giúp tôi một chút đồ, một chút thôi cũng được. Đừng hòng, ai có chức trách của người đấy? Ta cõng ông chủ, đó là việc của ngựa. Còn ngươi cõng đồ của ông chủ, đó là việc của ngươi. Ngươi hãy cố mà làm tròn trách nhiệm đi. Đừng kêu ca nữa, để cho ta ngủ. Anh bạn, anh hãy giúp tôi đi. Tôi mệt quá rồi. Con lừa ngu ngốc kia, đi nhanh lên, ta không chờ được ngươi đâu. Hãy thương tôi đi, anh giúp tôi một tay, tôi không thể chịu đựng được nữa rồi, tôi sắp quỵ đây. Này, này, mày sao vậy? Ôi trời, chắc lại giả vờ để không phải chở đồ nữa chứ gì? Đồ mưu mẹo. Dậy, dậy mau. Nó chết mất rồi. Chết rồi ư? Trong nhiều trường hợp, giúp đỡ người khác, đó chính là tự giúp mình. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rời xa và láng mịn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.